Trước khi mình vô mình công phu, Nhân Đức nói rằng mình dọn những cái tâm mà nghĩ này nghĩ kia bớt. Khi mình vô mình tu một thờ đặc biệt dữ lắm quý vị nhớ. Nghĩa là cái phương pháp lễ Phật này nhẹ nhàng từ từ, miệng niệm lỗ tai nghe rõ ràng. Khi có những lúc mình niệm lên rồi mình lễ Phật đồ này nọ đồ, tự nhiên cái tâm mình nó thư thớ nhẹ nhàng như thế nào đặc biệt lắm. Nhưng phải được sự quân tập, nghĩa là tu giết rồi thật sự mà nói thèm, không ngán chút nào hết. Nếu như mà một thờ nào mà mình không tu mình thấy thiếu, thiếu. Giống như tu thèm nên nó phát tâm thì nó thích tu. Nếu mà tu ngán là nó tìm cách để nghỉ tu. À. Nhưng mà đúng là cái sự an lạc của niệm Phật này là bản thân mình tu viết từ trong cái cách tu đó quý vị xem. Có được phương pháp rất rõ ràng và mỗi một công việc của mỗi người đủ duyên gặp một người, chỉ được một người. Đủ duyên thì Đức nói câu đủ duyên. Cả đời mình đủ duyên gặp một người nào, chỉ người ta một người. Gặp người đang buồn chỉ người ta niệm Phật, gặp người ung thư chỉ người ta lễ Phật. Có nghĩa là mỗi người mình gặp được một người nào đó đủ duyên, chỉ người ta tu. Chỉ người ta vào thời khóa này tu. Nghĩa là mở rộng cái phạm vi ra, ví dụ như mấy ngàn người này, mấy ngàn gia đình này, nó sẽ lan tỏa lớn lắm. Như bản thân mình mà được gặp pháp môn tịnh độ mỗi ngày mà tu tập gì đúng là hạnh phúc, quá hạnh phúc luôn. Mà quý vị công nhận rằng là khi mình niệm Phật lễ Phật mình có một cái phước duyên rất thù thắng. Chứ trong cuộc sống này mình không thể nào được có thời gian rảnh rỗi đâu quý vị, chắc chắn gì luôn. Nếu như mà lao với cái công việc là quý vị sẽ không bao giờ có được cái duyên tu này đâu. Nhưng mà ngộ thay cái duyên tu thì lại có người hộ trì. Mình có duyên tu thì lại có người hộ trì. Và tự nhiên người ta kêu mình thôi đi tu đi, để người ta làm cho. Nhiều người bị, có nghĩa là nhiều người được gì đó. Khi mình quyết định muốn tu rồi tự nhiên có người kêu mình thôi đi tu đi, để tôi làm cho. Đó là cái phước duyên lớn lắm đó, trong cuộc đời mới được vậy đó. Còn nếu như mà mình không đi tu người ta kêu mình thôi đi làm đi, bắt đi làm suốt luôn, không có được. Tu tập niệm Phật lễ Phật vậy chứ làm sao mà được cái sự lợi ích, cảm giác được cái việc tu hành. Tuy là cũng gặp Phật Pháp nhưng mà nó không có cảm giác cái chuyện tu hành. Nhiều người lắm á. Nhiều người đi gặp Phật Pháp chứ thật sự mình không có cảm giác đó đâu. Vì mình đâu có dụng công tu mỗi ngày vậy đâu. Lâu lâu mình đi đến chùa một chút thì mình đi về nhà vậy thôi, mình cứ làm dưới quay vậy đó. Vì biết rằng là có khi ở trong ngôi Tam Bảo luôn mà không tu được bao nhiêu cả. Mà mấy bà cụ già trong chùa thì tu nhiều. Mấy bà già trong chùa bà được lên chánh điện nhiều. Nhưng mà được lên chánh điện nhiều mà nhưng mà có khi cũng chưa có cảm giác này nữa quý vị. Lạ thay là khi tu ở gia đình, tu một mình như vậy mà nó có một cái cảm giác rất là lạ quý vị ơi. À, làm như là nó gói gọn lại, nó giảm tối đa cái nhìn thấy những cái điều mà này điều nọ nó bỏ vô tâm làm sao á. À, hồi đó Nhân Đức cũng lên chánh điện tu mà sao cái cảm giác này nó lại không có, nó lạ chứ. Cái cảm giác nó an lạc, cái cảm giác nó thư thớ này nó không có. Hay là tại vì lúc đó công việc mình nó nhiều quá, nó chi phối hết trơn. Mình lên mình tu thôi chứ nó không có cảm giác nó bị công việc chi phối. Vì ai mà ngồi trong đây nghe, khi bị lên vì tu á, mà quý vị thấy rằng là quý vị cứ là bận tâm đầu này bận tâm đầu kia, cứ nhìn giáo giác đầu này giáo giác đầu nọ, cứ nó cứ là cái đã trong đầu mà nó cái gì nó cứ gịch gịch ra ngoài. Tuy có khi những lúc cái miệng niệm chứ thật sự không có một chút xíu gì, cái tâm nó có Phật trống nhưng thì cái cảm giác mà niệm Phật an lạc này nó lại không có. Nhưng mà quý vị mà chịu siêng năng quân tập đi, chịu siêng năng quân tập, quân tập, quân tập. Giống như một thời tu là mình bỏ có Phật hiệu vào A Lại Gia Thức, mình bỏ vào bỏ viết trong A Lại Gia Thức mình nó nhiều có Phật hiệu quá, viết là lúc đó mình công phu nó mới có được cái cảm giác lợi ích của niệm Phật. Còn nếu như mà quý vị mà vừa thấy vọng tưởng đồ, khi lên tu đồ cảm thấy nó không có thoải mái cái tâm, rồi lên tu sao nó cứ vừa tu mà vừa nghĩ công việc, rồi tự nhiên thấy mình chán quá, thôi mình đi làm phước chứ rồi, thì nó không có cả bao giờ mà được cái cảm giác này đâu. Thật sự, cái người ví dụ như lâu lâu mình lên mình tu một lần đi. Mình lên mình tu chứ cái tâm vọng tưởng của mình nó quá nhiều. Nên cái cảm giác của sự an lạc niệm Phật nó không có. Nên cái người mà quân tập hàng ngày á, đúng là phải nói là đại phước báo á.
Mà từ khi cái rơm này nó mọc lên tới bây giờ mới có cái việc này nè. Chứ hồi đó những đứa cũng phiên hai thờ hai thờ hai thờ, nhưng mà mình trong hai thờ đó mình không có rõ ràng của thời gian, có những lúc thì giờ này, có lúc là thời kia, có lúc giờ nọ, nó đủ thứ thời gian. Có lúc thì rảnh thì tu, có những lúc làm biếng mệt quá thì nghỉ luôn. Nghĩa là nếu mà cái đà đó thì cả đời mình cũng không có cảm giác niệm Phật, không có cảm giác cái sự an lạc của niệm Phật đó. Nên những đức nói rằng cái vàng mà trên rum này nè, cái vàng này nè, những đức tin chắc rằng sau này bị ít đi đâu nè, ở nhà lo gia đình nhiều nè. Tại vì biết gì sao? Vì bị an lạc quá nên bị không đi tìm nữa. Con người mình mà thường á, nó không có sự an lạc của một cái cách tu nào đó hay là một phương pháp nào đó thì tức khắc nó phải đi tìm, nó đi lang thang. Bởi vì mỗi một gia đình này nè, từ từ rồi làm ăn nó dư giả tiền bạc là biết sao quý vị, vì không có xài tiền, vì đâu muốn đi chơi đâu nữa đâu xài tiền, cái đồng tiền đó cứ là trang trải trong nhà không lo gia đình không à. Giết rồi mấy cái cô mà tu này, mấy bà cũng không có ăn diện gì nhiều nữa. Bây giờ bà lên chánh điện bà tu suốt, bà ăn diện làm gì vậy? Không lẽ bà ăn diện cho Phật nhìn? Tôi nghĩ đi, mấy bà đâu có đi lang thang ở đâu đâu mà mấy bà lạng quạng. Nên thật sự mà nói là trong gia đình mà người vợ người chồng mình mà biết tu là những đứa nó chắc chắn 100% luôn, đặc biệt thiệt. Tại vì mấy bà sẽ đơn giản bình dị nhất luôn, nhưng mà mình hộ trì mấy bà tu nghe, mấy bà lại sáng sủa đó. Bà lại thương con, bà dạy con đàng hoàng á, chứ không có giỡn đâu. Chỉ cái việc tu hành này thôi đó, chỉ cái việc tu hành này thôi đó mà nó tự nhiên nó lợi ích lớn vậy đó, nó lan tỏa rộng ra. Và bảo đảm 100% mấy cái cô mà tu ngày 4 năm thờ này, phụ nữ xung quanh chòm sớm nó chắc chắn sẽ không bao giờ bằng mấy bạn. Từ hành động nhân cách mấy bạn sẽ từ từ tốt luôn. Niệm Phật lễ Phật ngộ lắm, nó hành động nhân cách con người mình sẽ hoàn chỉnh từ từ luôn. Tại vì cái tánh Phật mình nó phát triển ra quý vị à. Mình niệm Phật là cho cái tâm mê mình nó hoàn chỉnh lại, nó sáng suốt lại đó. Nó từ từ rồi con người mình sẽ thấy mình có lỗi đó, mình sửa đổi lỗi lầm. Mình thấy cái này mình không được, mình sửa đổi lỗi lầm. Mà cái người niệm Phật lễ Phật cầu sanh cực lạc, họ sẽ chấp nhận cái lỗi. Thí dụ như họ sai với chồng, chồng nói họ nghe liền. Nó ví dụ như chồng sai, chồng chấp nhận, nghe vợ chỉ điểm cho mình liền. Ngộ vậy đó. Cái người niệm Phật lễ Phật nó lạ lắm, tại nó phát tâm Phật rồi, tự tánh Phật nó hiển lộ rồi nên con người nó chấp nhận à, tôi sai. Nó muốn sao gia đình được bình yên, nó không quan trọng cái chuyện là cái ngã của mình phải duy trì mình, không cần thiết. Có nghĩa là mình cái gia đình bình yên là tốt, cái hoàn cảnh bình yên là tốt. Nên bản thân họ, mỗi một con người tự nhiên họ sẽ hoàn chỉnh họ. Rồi con cái tự nhiên nó ngoan luôn, con cái nó ngoan. Cái đứa con nít mà nó niệm Phật lễ Phật, nó không có đòi hỏi cái này kia quá đáng. Thử đứa đó mà nó có thiện căn mà nó tu tập thế kia, nó không có đòi hỏi như đứa nít bình thường à. Nên cái việc mà niệm Phật lễ Phật này thôi đó, mà mỗi một gia đình hạnh phúc nó cũng hỗ trợ cho cái đất nước chúng ta lớn lắm. Quý vị biết mỗi một đất nước mà nếu mà nhân dân mỗi một gia đình mà bình an, hạnh phúc thì đất nước cường thịnh. Thì quý vị biết gia hòa vạn sự hưng. Cái gia đình mà hòa thuận thì gia đình hưng thịnh. Gia đình hưng thịnh giàu sang thì thế má cho nhà nước cũng đàng hoàng. Mà con người biết tu tin nhân quả thành ra sao? Không dám chôn thế vì. Không dám chôn thế. Vì mình chôn thế mình biết cái nhân quả chôn thế là mình ăn cắp của đất nước, mình lấy của đất nước thì cái tội này là mình trả cho cả cái đất nước của mình, không có dám. Nên mình làm một công dân tốt, mà công dân tốt thì chắc chắn là đất nước chúng ta thịnh vượng, không nói dòng gió. Thêm cái công đức niệm Phật nó giúp cho mưa thuận gió hòa. Thật sự cái công đức niệm Phật nó giúp cho mưa thuận gió hòa. Vì quý vị biết rằng mỗi lần mình niệm Phật là cái chánh khí của trời đất nó phát triển lên, mà cái chánh khí trời đất mà phát triển thì cái tà khí sẽ tự nhiên quá dài. Mà quý vị biết rằng là mưa không thuận gió không hòa là do vì cái tà khí nó nặng quá, nên nó làm cho mưa không thuận gió không hòa. Còn cái chánh khí mà phát triển thì quá giải tà khí. Nên nhiều người mà niệm Phật, gia đình nhiều người tu, nhiều gia đình tu nó tốt. Quý vị biết rằng nghe cái tiếng tu như vậy thôi, chứ ngoài ra là họ dụng công, họ niệm Phật như vậy thì con người họ trở thành một con người tốt của xã hội. Họ sẽ không có dám giành giật của cải với anh chị em nữa. Họ cũng không dám đi thư kiện với mọi người cái việc này việc nọ mà giành giật nữa. Tại vì sao? Họ muốn sanh cực lạc. Và họ sẽ là một con người làm việc tốt. Họ sẽ làm những cái công việc có trách nhiệm nữa. Chứ không phải nghe cái tiếng tu này gọi là con người nó trở thành người beta. Không phải đâu quý vị ơi. Không phải. Cái người mà cầu sanh cực lạc nó khác cái người mà không cầu sanh cực lạc.
Cái giờ bây giờ quý vị, cái người mà tu mà không cầu sanh cực lạc thì họ cũng trở thành con người gánh nặng cho xã hội đất nước. Còn con người cầu sanh cực lạc họ sẽ không bao giờ làm gánh nặng cho đất nước, mà họ sẽ trở thành con người, một công dân siêng năng, làm ăn chân chính. Là vậy đó. Chỉ cần cầu sanh cực lạc là họ trở thành một công dân chân chính liền vậy đó. Còn nếu như mà tu hành mà không có tâm cầu sanh cực lạc là gánh nặng cho xã hội. Gánh nặng cho xã hội. Tại vì họ sẽ suy nghĩ thủ đoạn quý vị. Con người mà khi cái tâm cầu sanh cực lạc là nó sát lên, nó suy nghĩ những điều tích cực. Còn con người mà không có tâm cầu giải thoát là cái tâm của người mình sẽ nghĩ thủ đoạn 100% luôn quý vị, để ý thì sẽ biết liền à. Đó, nên cái việc mà công phu mỗi ngày, tu tập mỗi ngày này nè, là lợi ích rất là lớn. Nó mở rộng phạm vi ra của nội tâm á, là quý vị sẽ thấy rằng đúng là nguyên một cái vàng đạo tràng tu này không đơn giản. Cái vàng này không đơn giản đâu. Bây giờ như Đức nói cho quý vị nghe chứ, bây giờ xây một ngôi chùa lớn cũng chưa chắc có cái lượng người tu này nữa. Không dễ đâu quý vị à. À, nó mà được rồi cũng quản lý cũng không đơn giản. Mà ở trong đó đó nó không đơn giản chút nào cả. Vì nó tập trung con người ở lại một chỗ. Nó không đơn giản đâu. Nó nếu như mà mình cứ lờ không cần để ý nhiều thì để mình nuôi con người cho nó sống bình thường, thì việc này nó giống như là cái mục nhọt mà mình không có lấy cây chọt vào. Chứ mình chọt vô thì nó cứ làm đập hoài vậy đó. Thì mình để yên nó đi, cho nó nằm im nó đi. Mà nhưng mà một ngày nào nó bùng nổ à. Một ngày nào nó bùng ra, tại vì cái mục nhọt á là mình không chọt nó vào thì mình phải có cái cách làm sao cho nó lành. Còn cái này là mình lại để nó ứ độc ở bên trong á, nên nó không lành được. Nên có những cái người tu mình nhìn mình tu vậy nhưng mà mình ứ độc là không giải tâm. Mà không dụng công là không giải tâm, mà không thông tâm thì làm sao giải tâm quý vị? Nên mỗi một gia đình này, tại sao mà nhiều cô này tu rất là an lạc, là tại vì gia đình của mấy cô nó gọn quá. Trong gia đình nó gọn, còn trong đoàn thể thì khác nha. Lâu lâu mình đến mình tu thì khác, như ở lâu thì khác đó. À, nó ở lâu thì khác. Nhưng mà mới vô mình ở thì nó an lạc, nhưng mà ở lâu thì nó khác. Còn trong một gia đình mình là nó quân tập thành một cái phương pháp tu quen. Nó quân tập thành một phương pháp tu quen. Và mình tới giờ mình lo công việc xong, chứ mình lên mình tu thờ, xong mình ra mình lo công việc. Quý vị, mấy cô nhớ là khi mấy cô tu hồn thờ, mấy cô sẽ lo công việc rất là tốt. Nếu mấy cô biết tích, mấy cô cũng không bỏ công việc gì đâu, cũng cơm nước cho chồng con đàng hoàng được hết luôn. Rồi mấy cô tu có 40 phút thôi, mau cấp kỳ ha. Mấy cô dành thời gian đi nhiều chuyện 40 phút, mấy cô dành thời gian đó đi nhiều chuyện với ai, với đạo Phật là được. Niệm Phật á, nói gì cho nó phổ thông một chút luôn á, hiểu không? Bây giờ lấy 40 phút kia đi xếp trên xếp dưới, lấy 40 phút này đi niệm Phật, lấy Phật thì mấy ông chồng mấy ông thương bà khỏi nhiều chuyện, hiểu không? Mà giết bà còn đẹp nữa chứ. Tu giết thì nó đẹp chứ không phải là xấu đâu quý vị à. Tại vì cái tâm mình có người nó hiền hậu thì nó sanh tướng à. Nó tướng do tâm sanh mà. Nhưng mà đi nhiều chuyện nhiều điều giết rồi nó thành hết phước. Có ngày có chuyện xảy ra còn lu bu lộn xộn hơn. Nó nên quý vị thấy không, một cái việc tu hành này thôi đó mà đặc biệt vậy đó. Sáng là mấy bà dành thời gian bà nấu ăn, rồi bà tranh thủ công việc, bà lau nhà dọn dẹp sạch sẽ hết trơn vậy. Tới 9 giờ bà tu thờ. Bà tu xong thờ cái bà ra bà xào dĩa rau hay bà làm miếng đồ ăn cái tiếp tục. Rồi đó là ăn cơm nước với gia đình. Ăn cơm nước xong bà ngủ một giấc. Bà ngủ một giấc xong bà thức dậy cái bà tu thờ. Bà tu thờ này giờ này cái là ở ngoài đời mà ăn cơm dễ chút, trong vòng thời gian mấy người đó nấu ăn chưa được tiếng hồ xong. Thật sự mà nói nghe, mấy ông đàn ông mà biết được mà cho mấy bà nhà bà tu, bà nào mà chịu tu cứ hộ trì bà đi, cho mấy bà tu đi. Còn mình gánh vác mình làm. Gia đình mà chỉ có 2-3 người thôi nghe, đừng có lao đi làm dữ quá, làm vừa thôi. Rồi mấy ông sẽ thấy gia đình tự nhiên phát triển. Lạ lắm, gia đình sẽ phát triển. Nhiều người ở miền Tây bây giờ, nhất là ở miền Tây bây giờ mọc lên đạo tràng cư sĩ nhiều. Miền Tây bây giờ đang mọc đạo tràng cư sĩ, đang giống như hưng khởi đạo tràng cư sĩ nhiều lắm luôn, quá nhiều luôn. Phước Tịnh mà đi gặp những đức nói rằng bây giờ ở miền Tây đạo tràng cư sĩ nhiều, mọc từng đạo tràng, gia đình tu quá trời tu nhiều luôn. Mà ngộ thay người ta an lạc dữ lắm, mà nhiều người ta làm ăn cháu thịnh vượng ngộ ghê. Đức nói công đức niệm Phật đâu có đơn giản, công đức niệm Phật đâu có đơn giản. Những đức đã thấy cái công đức niệm Phật này rồi. Tại vì sao? Ôi, mấy ngàn con người mà làm bao nhiêu chuyện mà không thiếu, vì nghĩ cái công đức phước duyên này lớn cỡ nào chứ. Cái người niệm Phật quý vị yên tâm, bị siêng tu đi, không có thiếu đâu, không có thiếu. Nó lạ lắm. Quý vị nhớ nghe, dù mình có gặp một cái nạn gì, nó cũng là một đại nạn, nó trở thành tiểu nạn. Mình niệm Phật, mình siêng tu, đại nạn nó thành tiểu nạn á quý vị.
Như những đức mà gọi là cái nghiệp của những đức có thể mà chết đi đọa, chứ không phải chuyện dẫn chơi đâu. Nhưng mà nó chuyển nó thành cái nghiệp gì thôi đó. Mình nhìn mình tưởng đâu đó là kinh khủng lắm, nhưng mà nó đã chuyển hết 70-80% rồi đó, nó mới thành ra vậy thôi đó, ở thế gian thôi. Còn nếu mà không tu là nó đẩy chết luôn rồi đi đi đọa luôn á, không tu á là tới cái năm 43 này chết nè, là đi luôn á, đi xuống luôn á, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Nó nên từ nơi đó mà cái người tu mình phải tin là chuyển nghiệp, nghiệp nặng báo nhẹ, nó chuyển một phát một, tưởng đâu là thê thảm te tu tả tơ đúng không, chuyển qua cho mình tu. Hãy tin Phật A Di Đà đi, chuyển cho mình tu rồi bây giờ mới thấy sự an lạc của tu hành. Còn nếu không là cứ mãi mãi như vậy, không có bao giờ được dụng công tu để cảm giác được có Phật hiệu. Dù có lên chia sẻ đi chăng nữa cũng nói tứ tung lang tang, quá trời nhiều luôn, không có nói gì cái sự an lạc của niệm Phật. Vì sao? Vì quá nhiều thứ bỏ vào đầu, nên chia sẻ ra những thứ đó bung ra cho quý vị, quý vị dư hứng. Nên từ nơi đó mà nhận đức làm sao thì nhận đức bung ra cho quý vị vậy đó. Nếu như nhận đức niệm Phật an lạc thì nhận đức sẽ bung ra cho quý vị niệm Phật an lạc. Còn nếu như nhận đức mà đấu đá hơn thôi thì nhận đức bung ra cho quý vị dư chụp ta tôi chứ. Nói không? Nên từ nơi đó mà quý vị thấy ra tu nè, mà càng về sau nè, càng lâu nè, càng về sau nè, giờ mới có 2 tháng thôi nghe, mà nó có sự an lạc chia sẻ gì đó, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, mà cứ dụng công tu cái này kiểu này hoài, chắc những đức nói rằng là cứ là nói chuyện tịnh độ là nó bay bay dù dù luôn, cái tâm ấy bị nó an lạc á, nó không đơn giản. Tại vì mỗi ngày quý vị không nghe không thấy không biết thiệt rồi nè, đây mỗi ngày thường thường là không có này kia đi nhìn thấy cái này nọ, nó chỉ còn lắng động một số việc mà chưa lọc ra xong thôi. Mình phải giải quyết nó là khi có khi mình nói chuyện mình lôi nó ra một chút, là lôi nó ra là bung nó ra luôn rồi đó quý vị, chứ đừng có dồn nén nó, bung nó ra phước cho rồi đi cho nó xong. Nó có còn một số việc chút 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 bỏ nó ra xong, mà khi xong rồi bắt đầu lại rồi còn có câu Phật hiệu. Cứ lúc nói chuyện vì là giải thích từ câu Phật hiệu nên quý vị sẽ hưng khởi cái tâm, sẽ thích niệm Phật giống vậy chứ á. Nên như Đức nói bảo đảm quý vị nè, sẽ siêng tu nè, siêng tu cho mà thấy, rồi an lạc cho mà thấy nè. Đây gọi là mỗi gia đình gọi là cực lạc trần gian nè, quý vị sẽ thấy cái gia đình biết tu nghe, gia đình biết niệm Phật nghe, hai vợ chồng con cái đồ nghe niệm Phật tu hành nghe, rồi cha mẹ con cái đồ mà tu nghe, tuyệt vời quá quý vị ơi, này quá đặc biệt rồi. Nó thật sự mà nói ăn chay khỏe lắm quý vị ơi, gọn hơ chịu mà niệm Phật lễ Phật. Những đức nói thật sự với Ngọc Sáng nghe, niệm Phật lễ Phật rồi nó thật sự một dĩa rau thôi là ăn đủ rồi, nó ngộ thế ghê, nó không có hao năng lượng quý vị ơi, không có ăn cái gì bao nhiêu hết trơn á. Ăn ít dữ lắm, mà ăn ít mà no lạ vô cùng luôn. Nếu ai mà chịu dụng công niệm Phật lễ Phật này rồi sẽ có cảm giác tuyệt vời dữ lắm. Ung thư này kia đồ nghe, những đức nó thật sự vì quý vị mà chăng thật niệm Phật lễ Phật đi, quý vị sẽ khỏe đó, còn không khỏe là chắc chắn bị chết. Thì nó vậy thôi vì niệm Phật lễ Phật nếu mà nó tiêu nghiệp thì nó hết, còn nếu mà bây giờ thọ mạng đến thì phải đi, mà đi vào cái đài trước gì cực lạc nghe. Nó có phương hướng rõ ràng, nó nằm nó buồn làm gì. Quý vị chỉ nó nghe, gặp ung thư đồ buồn chán rồi bây giờ chỉ nó niệm Phật. Đủ duyên, không đủ duyên thì thôi. Anh nào nằm đấy niệm Phật đi, chị ngồi đây chị niệm Phật đi. Nó nếu mà chị nằm đấy chị buồn chị rầu rĩ được cái gì đâu. Nó chỉ người ta. Nên mỗi người bệnh đau chỉ cần có cái cách tu này là tuyệt vời lắm. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.